Vâng thưa anh em, đây chính là MGHS 2024, chiếc xe vừa được giới thiệu tại Việt Nam cách đây không lâu. Và ở phiên bản facelift này, xe đã có những cái cải tiến mà theo mình đánh giá là khá thiết thực và sẽ giúp cho xe có thể tăng tính cạnh tranh của mình trong phân khúc xe gầm cao hạng C tại Việt Nam, vốn đã rất chật trội với những cái tên như Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson hay là Honda CR-V, và cả Ford Territory nữa. Vậy cụ thể ở phiên bản facelift này thì MGHS đã có những cái thay đổi gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì xin phép là mong anh em thông cảm cho video này chất lượng có thể nó sẽ không tốt như những cái video khác của kênh, bởi vì là mình quay nhanh bằng điện thoại thôi. Nhưng mà thôi, không nói nhiều nữa. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh đạt 400.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giá bán là nơi trải qua sự thay đổi lớn đầu tiên của MGHS 2024. Theo như những hình ảnh mình thấy được là tại Việt Nam, MGHS 2024 sẽ có hai phiên bản với hai mức giá bán lần lượt là 699 triệu đồng và 749 triệu đồng. Đây là một mức giá vô cùng cạnh tranh, đặc biệt là với bản Lux STD là cái phiên bản cao cấp nhất. Bởi vì ở mức giá đó thì đa phần chúng ta chỉ mua được crossover gầm cao hạng B, phiên bản cao nhất. Còn nếu mua hạng C thì chúng ta lại chỉ có, ngoài người anh em cùng nhà MG RX5 ra, chúng ta chỉ có một mẫu xe đến từ thương hiệu mà được nhiều người biết đến, đó là Mazda CX-5 phiên bản Deluxe. Nhưng mà chiếc phiên bản đó thì sẽ thiếu một số trang bị so với chiếc MGHS này, và những cái trang bị này mình sẽ kể đến ở phần sau của video. Đấy, nhưng mà tổng kết lại, giá bán thay đổi thực sự ngoạn mục, bởi vì nếu anh em còn nhớ, MGHS khi mà cái thế hệ trước lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam có mức giá bán cao nhất lên tới 999 triệu đồng. Còn cái bản thấp nhất thì cũng chỉ là 799 triệu đồng. Đó là những cái mức giá mà cộng đồng mạng hay gọi là không tưởng dành cho một chiếc xe, một thương hiệu mà đến từ đất nước Trung Quốc. Vì vậy, đấy, với mức giá lần này như mình đã nói, mình tin là xe sẽ có cơ hội cạnh tranh lớn hơn. Rồi tiếp theo là đến với phần ngoại hình. Ở phần đầu xe là nơi trải qua nhiều sự thay đổi rõ rệt nhất. Đầu tiên anh em có thể nhìn thấy ở cụm lưới tản nhiệt đã được làm to bản hơn và trông hầm hố hơn, cùng với cụm đèn pha full LED. Những cái chi tiết này, thay đổi này, nó giúp cho MG cũng lại đồng bộ thiết kế của mình hơn. Kể đến chiếc xe sedan như là MG5, một chiếc xe cũng được nhiều anh em đánh giá là đẹp, thì đầu xe này gần như y hệt một chiếc MG5 phóng to vậy. Cá nhân mình đánh giá là hầm hố, đấy, như mình vừa nói, hầm hố, rất thể thao, rất năng động, trẻ trung. Còn sau đó chúng ta bước tiếp tới phần thân xe. Thân xe là nơi mà không trải qua quá nhiều sự thay đổi, gần như các đường nét vẫn được giữ nguyên, cũng dễ hiểu thôi vì đây chỉ là phiên bản facelift. Đây, anh em có thể nhìn thấy là ở phần mâm xe của cái chiếc xe này, như phiên bản đang đứng cạnh mình, đây là phiên bản tiêu chuẩn số sàn ở bên Hy Lạp này, thì bộ mâm này là có kích thước 17 inch. Cá nhân mình đánh giá cái thiết kế mâm 17 inch này cũng khá đẹp rồi. Mình nghĩ ở Việt Nam thì có thể MG sẽ trang bị cho phiên bản tiêu chuẩn của chiếc HS này cái bộ mâm này. Còn nếu mà với phiên bản Lux STD cao cấp hơn, nó sẽ là cái bộ mâm 18 inch. Phần đuôi xe cũng không có quá nhiều thay đổi. Cụm đèn hậu dạng full LED thiết kế vẫn rất đẹp và phần nào còn gợi liên tưởng tới BMW. Có lẽ thay đổi nhiều nhất là chỉ nằm ở phần cản sau, nằm phía dưới. Bây giờ là MG đã thay đổi lại, là anh em có thể nhìn thấy này, phần này nó cứ na ná mấy cái đuôi xe F1, còn xong rồi sau đó hai bên là chúng ta có các cụm ống xả giả, ống xả thì đúng hơn, tức là đằng sau thì vẫn có ống xả nhưng mà tuy nhiên bên ngoài lại là phần ốp nhựa. Cái này là một cái lựa chọn mà mình thấy các kể cả hãng xe sang họ cũng làm. Cá nhân mình không thích cái trend này lắm vì nó làm cho xe nó bị rẻ tiền đi. Mặc dù cũng biết đây là một chiếc xe bình dân thôi, nhưng mà thay vì làm như này thì có thể để thô cái cụm ống xả đấy ra, thay vì chỉ để cứ là phải làm thêm cái ốp nhựa. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào phần nội thất và khám phá xem là có những thay đổi gì trong cái trang bị tiện nghi cũng như giải trí của xe nhé. Đây, bước vào trong khoang nội thất, may thế tự nhiên mấy anh nhân viên ở MG Hy Lạp này họ lại cho mình ra khởi động cái con xe đỗ bên ngoài, thì đây cũng là bản số tự động luôn. Như anh em có thể thấy, các cái thiết kế tổng thể của khoang nội thất MGHS này không có quá nhiều thay đổi. Có lẽ vì đây chỉ là bản cao cấp bình thường nên là nó không có cái tông màu đỏ như là cái phiên bản Trophy ở Việt Nam hồi trước.
phía trước mặt người lái chúng ta có cụm đồng hồ kích thước là 12,3 inch theo như mình nhìn ở trên catalog. Hình như là ở chiếc HS trước đó cũng là cái một cụm màn hình như này, nhưng mà cái giao diện là nó hơi khác. Còn giao diện của cái này theo như mình đọc được là nó giống với chiếc MG5 hơn, có các hình ảnh hiển thị 3D như kiểu đây, ví dụ như kiểu mở cửa thì là nó sẽ hiện như này, rồi tốc độ, vòng tua, nói chung nhìn rất đẹp mắt. Không phải là thiết kế thế nào nhỉ, xịn sò nhất, nhưng mà nhìn vẫn rất đẹp mắt. Rồi sau đó chúng ta có cụm màn hình giải trí kích cỡ 10,1 inch, giao diện giải trí cũng trông khá là trực quan, dễ dùng. Đây toàn tiếng Hy Lạp đây, nhưng mà nhìn biểu tượng thì cài đặt. Rồi camera 360 độ. Đối với phiên bản cao cấp là chúng ta có camera 360 độ. Đây cũng là một cái thay đổi của chiếc MG-HS phiên bản facelift so với phiên bản trước. Chúng ta còn có cả tùy chọn nhìn camera 360 độ 3D. Tuy nhiên theo như mình nhìn thấy ở đây, cái chất lượng của cam nó đang không thực sự được sắc nét lắm, nó cũng hơi mờ. Có lẽ là anh em mua về anh em vẫn phải độ lại thêm thôi. Này, nhìn cam lùi, ui, mở quá. Thế này thì không biết buổi tối phải lùi xe như nào. Xong rồi nhìn xuống phía dưới, các cái cụm chức năng không có thay đổi quá nhiều. Chúng ta nhìn thấy những cái công tắc này như là công tắc ở trong buồng lái máy bay vậy. Rồi có hai cổng USB Type A, một cổng 12V. Cần số có một sự thay đổi, đó là giờ xe cũng chuyển sang dùng cái cần số dạng điện tử này, thay vì là cần số dự kéo giật truyền thống như trước. Cần số điện tử này với mình trông khá là sang, có nhựa bóng ở đây thì hơi dễ bám bụi thôi, nhưng mà kết hợp với mạ chrome thì nhìn rất sang. Rồi các cái phím chức năng như là hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử và auto hold, tất cả mọi thứ gần như vẫn không có khác biệt gì nhiều so với trước. Xong rồi hộp cốc, bệ tì tay hoàn thiện cũng được, hơi lắc lắc tí nhưng mà vẫn được. Còn xong anh em có thể để ý ở phần ghế ngồi đây, nhờ cameraman quay sang cái phần ghế này. Đó, đây là cái ghế ngồi mà dự kiến cũng sẽ có trên phiên bản cao nhất, và nó là ghế dạng thể thao, tựa đầu không thể chỉnh được nhưng mà ngồi sẽ rất là ôm, đi những hành trình dài cảm giác nó đỡ, nó tốt. Với mình đang cảm nhận là ngồi ghế của MG ngồi khá êm và thoải mái, không biết là đi hành trình dài thì nó như nào, nhưng mà cảm nhận ban đầu là khá thoải mái. Xong rồi sau đó chúng ta vẫn sẽ có cửa sổ trời panorama trên bảng cao nhất. Chỉ có một cái điều khiến mình hơi băn khoăn là mình đọc được là cái dàn âm thanh của xe ở phiên bản cao nhất là 8 loa Bose, nhưng mà ví dụ đây cũng là phiên bản cao rồi mà loa thì như mình quan sát vẫn chỉ là loa thường, và nếu không có thay đổi gì thì đây sẽ là 6 loa bình thường mà thôi, chứ không phải là dàn 8 loa Bose. Hy vọng là phiên bản ở Việt Nam sẽ khác hơn về mặt vận hành để cho cái mức giá bán có thể mềm hơn. MG đã loại bỏ phiên bản 2.0 turbo cho chiếc MG-HS tại Việt Nam, mà phiên bản facelift này sẽ chỉ giữ lại duy nhất tùy chọn động cơ 1.5 turbo, công suất khoảng 162 mã lực. Với mình, đây là một công suất đủ khỏe để cho một chiếc xe trong phân khúc này di chuyển nội đô thành phố, và thậm chí là đi các cái chuyến đi ra ngoài thành phố lên đồi núi rồi. Không có gì mong muốn hay đòi hỏi thêm cả. Nó có một chút về trang bị an toàn thì ngoài camera 360 độ như mình có đề cập lúc trước, chiếc MG-HS này sẽ có cái gói an toàn chủ động MG Pilot, và nó sẽ có đầy đủ các tính năng như là cảnh báo tiền va chạm, rồi cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang phía sau. Hơi tiếc là mình nghe nói phiên bản ở Việt Nam bị cắt mất Adaptive Cruise Control, nhưng mà cũng không sao, thực ra có gần đầy đủ hết cả cảnh báo tiền va chạm, rồi cảnh báo điểm mù và các cảm biến xung quanh xe, với mình cũng là đủ rồi. Như vậy vừa rồi là tất cả những gì về chiếc MG-HS 2024. Anh em thì sao? Anh em nghĩ gì về chiếc xe này, và anh em nghĩ liệu những cái thay đổi tích cực về các cái ngoại hình, rồi trang bị nội thất, trang bị an toàn, liệu có đủ giúp cho MG-HS bứt phá được hơn trong cái cuộc đua doanh số ở phân khúc crossover hạng C tại Việt Nam hay không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe, cũng như nhấn nút rung chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Mê Xe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.